Học Châu Phu Nhân là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Như Sắt. Bộ phim lấy bối cảnh diễn ra vào triều đại Đại Trưng trên đại lục Cửu Châu. Vương triều hủ bại, nội loạn triền miên, báu vật được săn tìm là viên ngọc Giao Châu, chính là nước mắt của Giao Nhân. Thiếu nữ làng trài Hải Thị vì thế mà rơi vào hiểm cảnh, cha mẹ đều chết, cả thôn bị diệt. Trước sự sống và cái chết, nàng cầu cứu Phương Chư, đệ nhất quyền thần của Đại Trưng, trải qua khảo nghiệm cuối cùng cũng được Phương Chư đưa về Thiên Khải. Hải Thị từ đó cải nam trang, trở thành đồ đệ của Phương Chư. Lúc này Đại Trưng thù trong giặc ngoài không ngừng, vị hoàng đế trẻ tuổi của Đại Trưng vì chiến loạn mà mất dần đi hứng thú, ngoài mặt tự cho mình là hôn quân tàn bạo. Bên trong âm thầm lặng lẽ xem Phương Chư thống khổ vì sự bình yên của vương triều. Hải Thị phụng mệnh trở thành hộ vệ của Đế Húc, nhưng lại khiến cho Đế Húc sinh lòng hứng thú với nàng. Hai người nhiều lần trải qua sống chết, từ hiểu lầm đến thấu hiểu đối phương. Đế Húc phát hiện ra Hải Thị cái nam trang, trong lòng này sinh tình cảm, thế nhưng Hải Thị luôn coi Phương Chư là chỗ dựa. Trong lòng chôn giấu khát vọng nhưng lại khó mà giải bày tình cảm đối với Phương Chư, chuyện tình của cả ba vướng mắc không thôi. Hoàng triều lần nữa loạn lạc trở lại. Hải Thị gánh vác trách nhiệm bảo vệ Đại Trưng. Đối mặt với tình yêu của Đế Húc và Phương Chư, bộ phim với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng: Dương Mịch vai Hải Thị, Trần Vĩ Đình vai Phương Chư, Từ Khai Xính vai Đế Húc, Trần Tiểu Vân vai Đề Lan, Vương Sâm vai Vương Trác Anh, Viên Vũ Huyên vai Trá Lưu, cùng một số diễn viên khác. Phim được công chiếu ngày 10 tháng 11 năm 2021 trên Tencent Video. Chọn bộ có 48 tập. Đối với tài khoản thành viên, phim sẽ phát sóng từ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần. Mỗi tối 2 tập vào lúc 19 giờ. Ngày đầu công chiếu phát 6 tập. Còn đối với tài khoản không phải là thành viên, phim sẽ phát mỗi ngày 1 tập.